nào, mọi người sẵn sàng cho thí nghiệm đầu tiên chưa? Hãy bắt đầu với sandwich nhé. Làm cho mình một bánh sandwich như vậy mà mình sẽ rất là thích. Rất là dễ thôi. Hãy nhớ rằng, bà sẽ làm tất cả mọi người. Dù sao đi nữa, chiến thắng sẽ thuộc về mình. Tại sao lại chiến đấu chứ? Mình sẽ làm cho Margot một bánh sandwich ngọt ngào nhất trên đời này. Mình sẽ cho thêm Nutella và thêm cả marshmallow theo thích nữa. Nhưng đó không phải là tất cả. Cần phải thêm cả sô-cô-la và tất nhiên là siro sô-cô-la nữa. Và nó sẽ không bao giờ là thừa. Ở trên sẽ là kẹo nổ. Và tất nhiên cả bánh ở trên cao nữa. Hãy nhìn xem nó đẹp như thế nào. Mia, nó rất ngọt mà. Bà sẽ làm một chiếc bánh sandwich rất là ngon cho cháu gái của bà. Và chắc chắn là có giam bông và phô mai. Và để nó còn ngon hơn nữa, bà sẽ chiên nó lên trên chảo như thế này này. Ôi, nhìn nó ngon quá. Bà thậm chí còn chảy cả nước miếng ra rồi. Ôi, mọi người chẳng biết gì về sandwich gì cả. Ý tưởng nướng là một ý tưởng hay. Nhưng các bạn cần nướng bánh mì chứ không phải là toàn bộ sandwich cùng một lúc. Và sau đó, cần thêm nhiều rau vào. Và bây giờ là cho nguyên liệu bí ẩn. Ốc sên. Ôi, thật là đáng kinh tởm. Ai sẽ ăn cái thứ rác rưởi này chứ? Không, bà không hiểu gì cả. Đây mới là món ngon thực sự. Cần phải xào nó lên. Tiếp theo là phải cho thêm cả phô mai xanh nữa. Đấy, đây là phô mai đắt nhất thế giới đấy. Ôi, tại sao phô mai lại đắt như này? Mày một cơn ác mộng thế này. Ôi, bà không muốn. Bà ơi, đừng gục ngã mọi thứ đều ổn mà. Ôi, mình chưa bao giờ thấy một phản ứng với phô mai này đâu. Thật là buồn cười. Nào, bánh sandwich của mình đã sẵn sàng rồi. Ôi, thơm quá. Bà ơi, dậy đi, đến lúc phải cho Margot nếm thử bánh mì của chúng ta rồi. Mình tự hỏi, có gì bên trong bánh sandwich này? Cái gì? Đây là ốc sên sao? Eo ơi, lại còn phô mai thối nữa chứ. Eo ơi, ghê quá đi mất. Còn cái này thì mình rất là thích hơn đấy. Ôi, ngon quá. Nào, bây giờ còn cái này nữa. Ăn thử nào. Ồ, ngon thật đấy. Bánh fan sandwich này mình cũng rất là thích. Vì vậy, mình chỉ có thể đếm để xem như thế nào. Bà ơi, bà thắng rồi nhá. Bánh sandwich của bà thắng rồi. Bà đã bảo rồi mà. Trong vòng mới, mọi người phải nấu cho mình món salad Caesar yêu thích của mình. Sẽ được thực hiện thôi. What? Cái gì đây, là cái gì vậy? Mình nghĩ nó rất là đơn giản. Không sao, chỉ cần cắt rau ra thành nhiều miếng nhỏ như thế này. Mia, bình tĩnh. Cần phải cắt cẩn thận. Nhìn này. Thấy chưa? Bây giờ thì cũng phải cẩn thận cho rau lên trên. Cả ra thịt nữa nhá. Như này này. Ôi, bà ơi, thật là tuyệt vời. Trên thực tế, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Cần lấy rau arugula và cho vào máy xay. Sau đó cho thêm nước và xay đều lên. Đấy, như thế này này. Cậu ấy đang làm gì vậy? Mình đang làm một món rất là ngon. Với cái này, sẽ thêm một thứ gì đó giống gelatin. Sau đó khuấy đều lên và để nguyên trong chảo. Tiếp theo, cần phải phân phối chất lỏng vào trong khuôn. Đến lúc phải cắt gà ra rồi. Và đừng có quên cả phô mai và bánh mì nữa nhé. Vậy, thấy chưa? Nhìn cái này đẹp chưa? Mình chắc chắn rằng Margot cũng sẽ rất là thích đấy. Bà ơi, bà đang làm gì vậy? Bà chỉ đang nạo phô mai ra đây thôi. Thế đến lúc mình phải bắt đầu nấu ăn rồi. Hãy cẩn thận. Thôi được rồi, mình sẽ cẩn thận cắt miếng nhỏ. Trời ạ, nhưng mà khó thật đấy. Nhưng mà vẫn phải cắt nhanh hơn. Ôi giời ơi, thật là chán. Ôi, hình như là mình cắt quá rồi. Trời ạ, cái này không ổn đâu. May mà mình có một kế hoạch khác. Mình chỉ cần lấy kẹo hubba hubba và chia thành nhiều phần nhỏ. Bây giờ thì cần mắt kẹo dẻo. Bà ơi, bà nghĩ sao? Trời ơi, kinh quá. Đừng có dọa bà như vậy. Kẹo dẻo chắc chắn sẽ đi kèm với cái món salad ngọt ngào của tớ. Và đi đâu mà không có kẹo sâu chứ? Xong rồi.
Margot, đã đến lúc phải quyết định ai là người chiến thắng ngày hôm nay rồi nhá. Ồ, những viên kẹo màu xanh này là cái gì nữa đây? Mình tự hỏi. Eo ơi, trời ạ, đây là cái gì vậy, kinh tởm. Ồ, nhìn cái này trông đáng ngon hơn đấy nhá. Ừ, cái này rất là tuyệt vời, mình rất là thích. Wow, còn cái này còn tuyệt vời hơn. Trời ạ, salad này đẹp thế. Ôi, và chắc chắn là món ngon nhất rồi. Mia, chị đã thắng rồi nhá. Yeah, mình biết sơ giờ của mình sẽ là tốt nhất mà. Lần này rất là đơn giản. Mọi người hãy làm một món trứng rán nhá. Ôi, rất là dễ dàng. Tất nhiên rồi. Ôi, mình đã học được cách nấu nó rồi nhá. Nào, bắt đầu thôi. Trước tiên, cần phải đổ một ít dầu vào trong chảo. Bà ơi, cháu cũng cần dầu. À, nào. Ê, sao nó không đổ ra? Nào, thêm đi. Ôi, trời ạ, hình như mình làm quá rồi. Ờ, như này không thể nào mà đập trứng được đâu. Nhân tiện đây là bước tiếp theo của bà. Tại sao không đập được? Tất nhiên là sẽ đập được rồi. Hãy nhìn đây này. Ta-da. Ôi, ôi, gần như là những thứ mình cần. Ôi, như mình sẽ làm một thứ còn thú vị hơn nhiều so với trứng rán thông thường. Để làm điều này, cần đổ kem vào trong chảo lòng sâu. Sau đó, trà một ít vỏ chanh vào đây nhá. Bây giờ, cần đổ một ít đường vào đó. Đấy, và trộn tất cả mọi thứ lên. Và để trong lửa đến khi lực độ này đến được 70 độ nhá. Yeah! Ừ, đúng như thứ dư mình cần. Bây giờ có thể tạo thành những quả trứng cuộn. Để hợp lý, lòng trắng có thể cho vào trong chảo. Và sau đó dùng một quả đào ngâm để làm lòng đỏ như thế này này. Bellissimo. Bellissimo. Ôi, Mia ngồi này không được đâu. Ôi, cháu bị cháy rồi kìa. Ôi trời ơi, thật là đáng sợ. Mình quên mất quả trứng của mình rồi. Trời ơi, nhìn trông thật là kinh tởm. Ồ, trời ạ, hoàn toàn khác, trứng của bà trông như thế này ngon cơ mà. Bây giờ, bà sẽ cho mấy cái quả này lên đây nữa và Margot có thể thử rồi. Ôi, cuối cùng cũng được thử rồi. Bà ơi, món trứng của bà rất là ngon đấy. Còn cái miếng than này là cái gì này đấy? Không, mình thậm chí sẽ không thử cái thứ tào lao này đâu. Ồ, nhưng mà ứng cử viên thứ ba nhìn trông rất là ngon đấy chứ. Ôi, mình chưa bao giờ thử trứng ngọt bao giờ. Ngon thật đấy. Đầu bếp ấy, xin chúc mừng, bà đã chiến thắng. Ôi, quá là dễ dàng. Bà thắng rồi. Lần này, mình muốn mọi người làm cho mình bánh rán như thế này nhá. Sẽ được thực hiện thôi. Ok, cháu yêu. Ồ, mình rất yêu donut nhưng mà mình không biết nấu nó. Đáng để bắt đầu thử với bột. Từ đó có thể cắt ra hình dạng mong muốn và chiên ở trong chảo. Tất nhiên là không thể nào mà tiếc dầu ở trong này rồi. Ôi trời ạ, cái này thật là khó khăn. Ồ, hóa ra là có cái này. Mia, cháu ơi, cẩn thận đi. Cháu xong rồi. Sau đó, cần phải đổ dầu vào trong chảo. Đầu bếp đã bảo là không được tiếc rồi, vì vậy mình sẽ dùng hết. Tiếp theo là gì? À, đúng rồi. Mình cần phải chọc một cái lỗ vào, sau đó đổ cho trong dầu. Ôi, trời ạ, cứu với, cứu với. Ui, bỏ tay ra. Ôi, trời ạ, mình không biết làm như nào. Mình đang cố gắng đấu với nó. Trời ạ, cần nói tắt nó đi ngay lập tức thôi. Ôi trời ơi, nhìn trông thật là không ngon. Mình đã làm hỏng hết rồi. Bởi vì luôn phải cẩn thận chứ cháu. Ừ, cái này thì mình chắc chắn là nó đúng rồi. Đấy, cái này đã xong rồi. Bây giờ chỉ cần cho những thứ ngon nhất thôi. Tất nhiên là cho nhân. Đầu tiên là cần phải cắt nó ra và làm một cái này. Bây giờ cho siro vào trong. Sau đó cho vào trong
và nhúng nó vào trong kem. Nó sẽ còn ngon hơn nếu mà ở trên rắc thêm những thứ ngon như thế này. Topping rất là tuyệt vời. Đấy, cái của mình đã làm xong rồi nhớ. Ôi, thế mà cũng nói, bánh của bà cũng gần như sẵn sàng rồi. Nhưng kem và siro ở bên trong thì quá là ngọt. Tốt hơn là rắc đường bột lên trên bánh rán và nó sẽ tuyệt vời. Quá là đẹp luôn. Ôi, nhìn ngon thế. Cái này là để cho Margot. Không ai sao? Đúng rồi, mình vừa có một ý tưởng rất là tuyệt vời. Để Margot chắc chắn sẽ rất là thích nó. Đấy, để làm việc đó, mình sẽ cho nó vào trong khuôn như thế này. Sau đó mình sẽ lấy Cheetos và đập nó thật là khỏe nhá. Ôi trời ơi, nó lại làm gì vậy? Sẵn sàng rồi. Nhìn này, mình đã làm được gì? Bây giờ trong Cheetos này, cần phải nhúng cái bánh này vào nhá. Mình nghĩ là trông rất là ngon rồi đấy. Và bây giờ chỉ cần bọc nó vào và trong đó cho lên trên chảo. Voila! Đấy, bây giờ thì cái bánh của mình đã sẵn sàng rồi nhá. Rất là độc đáo luôn. Margot, chúc em ngon miệng. Wow, trời ạ, đẹp quá. Và rất là ngon nữa chứ. Trời ơi, vừa ngon vừa tuyệt vời. Trời ạ, bà ơi, cháu cũng rất là thích bánh của bà đấy. Ôi, cái này là cái gì đấy? Ôi, nhìn nó hay quá. Ôi, trời ơi, cay quá. Không, không, mình không ăn cái này đâu. Đầu bếp, lần này, đầu bếp lại thắng nhá. Cảm ơn nhá, mình đã cứ cố gắng. Các bạn ơi, đừng ăn đồ ăn nữa. Bạn vẫn cần phải nấu ăn với nó đấy. Hãy cùng tìm hiểu xem Margot muốn ăn kem kìa. Có vẻ như là đơn giản. Còn bây giờ thì hãy sẵn sàng thôi nhá. Tuyệt vời, hãy bắt đầu nào. Em mà cháu muốn thử sao? Thôi được rồi. Dâu tây này á, bà vừa mới hái từ vườn của bà buổi sáng nay đấy. Nào, bây giờ thì dâu bà sẽ cho lên nhầy. Sau đó bà sẽ cho thêm đường. Và sau đó bà sẽ phải dán cái này lên. Này, em à, tay đi đâu ấy? Hãy nhìn xem, trời ạ, bà có cái này thơm chưa? Bà làm cái mứt này rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì bà sẽ cho tất cả cái này vào đây. Và cho thêm cả sữa vào. Ôi, cái kem gì mà không có sữa chứ. Và bây giờ bà sẽ ngoáy nó lên. Còn bây giờ thì bà chỉ cần đổ ra cái khay này nữa thôi. Và cho vào tủ lạnh. Ôi, tuyệt vời. Bây giờ thì bà sẽ cho vào tủ đá nhá. Bà xong rồi. Ôi ơi, còn cái này là cái gì nữa? Rau sao? Mình không cần. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai lại ném đồ như thế này? Bà ơi, của bà sao? Không phải của bà, chắc là của cháu gái bà. Ôi, cháu không cần cái thứ này đâu, cả cái này cũng thế. À, còn cái này thì ổn hơn rồi đấy. Nutella, trời ạ, mình rất là thích nó. Ôi, ngon thế. Em à, thôi được rồi. Còn mình thì sẽ làm kem rán. Bạn biết đồ món này là món gì không? Bây giờ mình sẽ cho bạn xem. Đầu tiên mình sẽ cho mini Oreo vào đây. Sau đó mình sẽ cho cả cái này vào đây. Sau đó mình sẽ dùng cái này và dầm nó ra. Và ở trên thì sẽ cho sữa vào nhá. Và mình sẽ cần phải trộn đều nó lên. Nhìn thôi đã thấy ngon lắm rồi. Sau khi cái này đã xong, mình sẽ cho nó lành như thế này. Và cho lên một cái đĩa rất là ngon. Và tất nhiên là trang trí nó bằng dâu tây. Và ở cuối cùng chúng ta sẽ cho cả đá khô lên đây. Đổ thêm một ít nước vào và đậu cái này vào. Ôi, cái này hay thật đấy. Ôi, kem của bà cũng cần phải lấy được rồi. Đấy, thế là nó đã đông lại rồi. Nào, bây giờ thì đến lúc bà phải làm một cái thật là tuyệt vời. Bà sẽ làm những cái này vào đây và cho cả rau lên. Sao, đẹp không? Wow, bà ơi, tuyệt vời quá. Thôi chết rồi, của mình vẫn chưa thứ sẵn sàng. Thôi được rồi, mình sẽ đổ sữa vào đây nhá.
Và bây giờ mình sẽ cần cho cái này vào trong đông lá, đóng nắp vào. Và bây giờ thì sẽ cố gắng. Ôi trời ạ, làm không buồn lắm. Ôi Margot, em muốn ăn kem rồi sao? Thôi được rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử đúng không? Wow, trời ạ, cái này ngon thật đấy. Wow. Bây giờ thì cần thử nó thôi. Cái này ngon thế. Tuyệt vời. Bây giờ tiếp theo nhá. Trời ạ, kem từ Nutella sao? Ôi, trời ạ, cái này là cái gì nó đây, ghê quá. Thôi, mình sẽ không thử cái món này đâu. Còn cái này thì trông rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thử nó. Eo ơi, còn cái này là cái gì nữa đây? Trời ạ, ghê quá. Ồ, ở đây còn có dâu tây nữa chứ. Ngon quá. Vậy thì người chiến thắng sẽ là đầu bếp. Hoan hô, trời ạ, để mình thơm mình cái nhá. Thắng rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì mọi người hãy nhìn Margot nhá. Nào, để xem em mình muốn ăn gì. Wow, pancake sao? Một sự lựa chọn tuyệt vời. Nếu mà bạn thích pancake như kiểu Margot, vậy thì hãy ấn like nhé. Còn bây giờ thì mọi người sẽ bắt đầu. Bây giờ mình sẽ làm một món ngũ cốc từ mini pancake. Đôi, đáng yêu quá. Ê, đừng có động tay vào. Mình phải nghĩ ra cái gì nhỉ? À, đúng rồi. Mình có bức ảnh với người bạn thân nhất rồi. Mình nghĩ là sẽ rất tuyệt vời nếu mình làm bánh pancake với cả hình của nó. Đầu tiên, mình sẽ vẽ những cái viền này ở đây nhé. Tuyệt vời lắm. Tiếp theo, mình sẽ tô trắng và đen vào bộ lông của nó. Bây giờ mình sẽ có một chú đốm. Vì vậy, cái hình này nó sẽ như thế này vậy. Đấy, sau đó thì dán nốt và cho cái này lên. Hoan hô, được rồi này. Wow, cháu giỏi quá. Đưa bà thơm cái nào. Ôi, cảm ơn, nhưng mà có thể không thơm. Ôi, bột này sẵn sàng rồi sao? Còn bà thì sẽ làm một cái tuyệt vời hơn. Bây giờ cháu sẽ thấy thôi. Đầu tiên, bà sẽ nạo tất cả những thứ này ra. Sau đó, bà sẽ cho bột vào từng cái một. Đập trứng vào. Và đổ sữa vào. Bây giờ thì bà sẽ trộn tất cả lên. Đấy, vậy thì đã xong rồi, những cái màu rất tự nhiên. Sau đó bà sẽ đổ nó vào đây. Sẵn sàng rồi. Ôi, cháu muốn thử không? Ôi, cái này chắc là tùy người thích thôi. Ghê quá. Ôi, bà sẽ cho cái này lên đây. Và sẽ cho thêm cả sữa chua. Và thêm một ít rau thơm nữa. Xong rồi. Bây giờ đầu bếp hãy nhìn đi. Ôi, thôi bỏ cái thứ kinh khủng này ra đi. Nào, bây giờ thì bánh pancake đáng yêu của mình đã xong rồi. Mình sẽ cho nó vào đây. Sau đó mình sẽ cho một ít mứt mâm xôi vào đây nhá. Mọi người sẽ chắc chắn là hợp với cái này thôi. Còn cái cuối cùng, mình sẽ đổ sữa vào đây như thế này. Mình như mọi khi thật là tuyệt vời. Chúc cháu ngon miệng nhá cháu yêu. Ôi, nhưng cái pancake này trông lạ thật đấy. Và vị cũng không ổn lắm. Ôi, và vị thì cháu cũng không thích. Còn ở đây chúng ta có gì? Oh wow, pancake hình con gấu. Tuyệt vời quá, mình sẽ thử một con nhé. Rất là ngon. Cháu rất là thích luôn. Ôi, trời ạ, một chú chó thật đáng yêu. Thử nào. Ôi, còn cái này thì ngon thực sự. Tuyệt vời quá. Vui quá. Vậy thì người chiến thắng là chị gái. Ôi, mình thắng rồi, thắng rồi. Em ma dừng lại đi. Trời ạ, em cần tập trung. Hoàn hồ, hoàn hồ. Nào, lần này thì mình muốn uống cốc tai. Không có vấn đề gì. Ôi, cốc tai sao? Ôi, quá đơn giản. Đầu tiên mình sẽ cần kem. Bây giờ mình sẽ làm một món cốc tai ngon nhất thế giới luôn ý. Bây giờ mình sẽ cho cái kem vào đây. Sữa. Và mình có thể cho fluff vào đây. Nó chắc chắn sẽ không lạc lõng đâu. Bây giờ mình sẽ bấm nó lên và đợi. Ôi không. Ôi cháu ơi, cần phải đóng nắp vào chứ. Ôi,
đóng đi. Trời ơi, cháu xin lỗi bà, nhưng mà cốc tai của cháu đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm cả sirop ngọt ngào, vị kẹo cao su. Còn ở trên thì mình sẽ cho cả kem đánh lên đây nữa. Ôi, kẹo nuts ngon thật đấy. Bây giờ mình sẽ lắc chúng lên như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ cho thêm cả marshmallow nữa và một ống hút. Mọi người nghĩ sao? Mình nghĩ là đây là những thứ Margot thích. Đẹp quá. Ôi, bây giờ thì bà cũng sẽ bắt đầu thôi. Bà sẽ lấy kem sô-cô-la. Sau đó, bà sẽ cho vào trong bát và cho cả sữa vào đây. Ôi, trời ạ, quên mất, bà cần phải cho vào đây chứ. Ôi, hoàn hảo, bây giờ bà sẽ ngoáy nó lên. Và bà sẽ đổ vào trong cái cốc tuyệt vời nhất. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một tí nhé. Ê, ai tắt đèn vậy? Bà, trời ạ, bà ngủ sao? Thôi được rồi, mình sẽ bắt đầu làm cốc tai tuyệt vời của mình. Mình sẽ cần kem, sữa. Bây giờ mình sẽ cho nó vào đây và ngoáy nó lên thật kỹ. Và mình sẽ cần cả một quả dứa nữa. Đúng rồi, quả dứa. Mình sẽ đổ tất cả mọi thứ vào đây. Và ở trên mình sẽ có thêm cả kẹo sô-cô-la Bounty. Nó sẽ không bao giờ là thừa. Bây giờ mình sẽ cho tất cả những cái ống hút kẹo sô-cô-la vào đây. Vậy thì đồ của đầu bếp đã sẵn sàng. Bây giờ thì hãy nấu uống nhanh thôi. Wow, trời ạ, cốc tai này hay quá. Mình sẽ bắt đầu từ đây nhá. Trời ạ, rất là ngon luôn. Ôi, còn đây là cái cốc đáng yêu của bà. Ngon thế. Ôi, còn đây như kiểu là hình vẽ luôn. Cái này thực sự rất là ngon. Ôi, vậy thì người chiến thắng là đầu bếp. Ôi, lại là mình thắng sao? Mình đã không nghi ngờ chút nào cả. Ôi, tất cả những cái đồ này thì dùng làm gì? Mình muốn ăn tất cả nuggets. Mọi người làm nhá. Tất nhiên rồi. Ok. Ôi, dành cho bà tất cả mọi thứ. Bây giờ bà cần bắt đầu sớm thôi. Đầu tiên bà sẽ cần cắt cái miếng thịt này ra, làm đôi như thế này. Sau đó bà sẽ dùng những cái này vào đây. Wow, thật là đáng yêu. Trời ạ, nó sẽ là khủng long đúng không? Còn bây giờ thì đưa cho bà. Đấy, bây giờ thì bà sẽ cắt nó ra như thế này. Wow, tuyệt quá. Cảm ơn cháu. Cảm đầu bếp. Ôi, tất cả mọi người hãy nhìn đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nugget thực sự là gì. Chúng ta sẽ cần cắt cá ra thành những nhành màu này. Sau đó chúng ta sẽ rắc muối lên trên. Và tất nhiên là một ít cà tiêu nữa. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho thêm cả những cái này lên. Cho chảo lên và thêm nhiều một chút nhá. Sau đó mình sẽ cho những cái miếng này vào trong để cái nuggets này sẽ rất là giòn. Ôi trời ạ, có thể cẩn thận hơn được không? Sợ quá. Thôi được rồi, bây giờ bà cũng muốn bắt đầu. Bây giờ bà sẽ đổ tất cả ra đĩa. Và tất nhiên bà sẽ cho cái bánh của bà lên. Bây giờ bà sẽ cho nó lên như thế này. Và cho vào lò nướng. Bập nó lên. Và đừng quên để cả thời gian nhá. Sẵn sàng rồi. Bây giờ có thể ngủ được rồi. Bà ơi, cháu đang làm việc mà bà. Ôi, cái kê này trông sợ quá. Tốt nhất là mình sẽ làm nuggets như kiểu của mình đáng yêu. Chắc chắn là chưa ai thử cái này đâu. Mình sẽ cần cả bánh của Mars nhá. Nó rất là ngon. Nhưng mà cái này dành cho Mago thôi. Và mình sẽ nạo nó ra như thế này. Và sau đó mình sẽ cho bơ đậu phộng vào như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả lên. Và sẽ có một cái rất hay. Nhưng mà nhìn trông không được đẹp lắm. Nếu mà mình nhúng nó vào cacao thì sao? Đấy, chắc là trông tuyệt lắm đây. Bây giờ mình sẽ cho nó vào như thế này nhá. Và cho nó lên trên này. Sau đó mình sẽ đổ sô-cô-la lên. Và sẵn sàng. Bà ơi, dậy đi, hãy nhìn xem cháu làm được gì này. Nhìn chùm giống than quá. Nhưng mà cháu đã cố gắng rất nhiều, làm tốt lắm.
kinh tởm. Còn á, cái của mình đã sẵn sàng rồi đây. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Và bây giờ mình sẽ lấy vàng ra để làm trang trí. Mọi người vẫn chưa kịp đeo kính sao? Quên mất không bảo. Thôi được rồi. Bây giờ á, mình sẽ nào một ít lên trên như này nhá. Để á, nó sẽ có những cái thứ rất tuyệt vời. Và ở trên, mình sẽ cho cả sốt lên. Nó sẽ rất là tuyệt vời với cả cá. Mình sẽ cho nó thành cái hình như này. Và có thể bắt đầu. Ôi, nhìn trông rất là đáng sợ ấy chứ. Ôi, trời ạ, đây là của bà mà. Ôi, mọi thứ đều ổn. Nào, bây giờ thì á, bà sẽ mở nó ra. Và bà sẽ bỏ những thứ này ra. Ôi, mùi thơm quá. Em mà, bây giờ không phải thời gian đâu. Nào, bây giờ bà sẽ cần những cái này ở đây. Bà sẽ cho thêm cả súp lơ lên đây. Và cho cả những con khủng long của bà vào. Trông rất tuyệt vời đúng không? Cái này thơm ấy chứ. Cái này trông rất là ngon. Mình cần phải thử nó thôi. Ôi không, trời ạ, đây là cá sao? Ghê quá. Còn bây giờ mình sẽ thử cái này. Wow, mùi sô-cô-la. Lại còn có cả siro sô-cô-la ở đây nào. Ngon thế. Rất là ngon. Ôi trời ạ, có một bãi cỏ khủng long sao, dễ thương quá. Mình rất là tuyệt vời khi được gặp các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn các bạn. Wow, ngon quá. Lần này thì bà là người chiến thắng rồi. Hoàn ơi, bà đã đợi cái này lâu lắm rồi. Bà thật tuyệt vời. Các bạn có thích video thử thách Halloween mới đây? Hấp dẫn quá. Lần này không biết là bé sẽ hỏi ăn gì nhở. Mình thấy mọi người có vẻ như là đã sẵn sàng để lắng nghe cùng tìm hiểu nhé các bạn. Pretty bé nhỏ, em muốn ăn gì nào? Mình muốn ăn chiếc burger. Các bạn làm cho mình chứ. Cái này không thể đơn giản hơn được. Làm gì đấy? Bà quyết định bắt chước mình sao zombie. Thật là ngu ngốc. Mình sợ gì? Nào, bây giờ thì cái này trông tệ quá. Cái này màu đỏ trông đẹp hơn nhiều. Không, màu đen mới là ngầu hơn. Ôi, các bạn không hiểu gì cả. Cái gì mà? Ôi, mình không cần cái này. Zombie, bà cẩn thận hơn được không? Mình không làm gì cả. Ôi, trời ạ, bánh bao của mình đây rồi. À không, đây là tỏi. Chính xác mình ra. Ôi, thật là kinh tởm. Thôi được rồi, thế bánh của mình đâu nhở? À, đây là những thứ mình cần. Mùi thối hoàn hảo, màu xanh đen tuyệt vời. Này, Wednesday, thích cái này không? Mặc cả rồng, đánh giá cao nó chứ. Ôi, các bạn không hiểu gì cả. Thôi được rồi, mình sẽ lấy ít rau nhá. Bây giờ cắt chúng ra. Như thế này là ai? Tuyệt. Đấy, gần xong rồi. Tuyệt lắm. Ôi ôi, mặc cả rồng ơi, xin lỗi nhá, mình không cố ý đâu. Ôi, Wednesday, ôi xin lỗi, đây cho mình xin lại cái này được. Bây giờ mình sẽ cho hết lên burger. Tuyệt. À, giờ nấu ăn của mình đến rồi. Mình chỉ cần món salad này, lý tưởng. Mình phía sau bạn này. Ha, trời ạ. Bây giờ thì mình sẽ cho món salad này. Vài miếng cà chua. Và đừng quên cái thịt tuyệt vời này được làm bằng thịt băm tươi. Nhưng mà mình cần phải tạo nó. Tạo hình cho nó chứ còn gì nữa. Bây giờ thì quá là tuyệt vời. Phô mai mình sẽ tạo cho một ít chiếc răng nanh giống mình. Tuyệt vời, bây giờ mình sẽ cho cái này lên. Và cho mình mượn cái đôi mắt này một chút nhé bạn. Tuyệt, cảm ơn. Bây giờ thì đi đi. Được rồi, đôi mắt này mình sẽ cho nó lên trên như thế này. Trông thật là tuyệt vời. Và cái cuối cùng mình sẽ cho một cái ớt tuyệt vời này lên. Để làm sừng cho nó nhé. Đó, hai cái. Tuyệt vời, sẵn sàng. Wow, thực sự tuyệt vời. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy điều gì thực sự thú vị. Cái này của mình đâu? Chính là nó. Mình sẽ đặt một miếng thịt lên và sau đó sạc điện nó ở 1000V nhé. Đừng có quên đeo kính, sẽ rất là tuyệt vời. Bật nó lên một chút nào. Và đây là nhiệt độ lý tưởng để nấu cái miếng thịt này. Xong, thế là hoàn hảo. Bây giờ mình sẽ cho lên trên burger. Ôi, vẫn hơi giật một tí. Thôi, này, nhận lấy đi. Ôi, trời ạ, sao quá đáng thế. Thôi được rồi. Eo ơi, ghê thế nhở. Ui, trời ạ, tay mình đâu rồi?
Nhưng mà mình nghĩ ra rồi, mình sẽ cứ để như này thì mới hay. Sau đó, mình sẽ cho thêm một con virus kỳ lạ lên đây nữa để kết thúc cái này nhá. Đó, bây giờ thì tuyệt vời. Ôi, quên mất là mình để tay lại rồi. Nào, bây giờ mình sẽ cầm một ít nước sốt. Mình sẽ cho rất là nhiều ketchup vào bởi vì nó có màu đỏ, rất là đẹp. Ôi, mình chỉ đang thử một miếng thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó lên như thế này. Cheetos màu đen, quá là tuyệt vời. Thêm một vài con mắt nữa. Và bánh burger của mình đã sẵn sàng. Bây giờ thì mời em bé ăn. Ôi, cái gì thế này? Đây có phải là một bàn tay không? Mẹ ơi, trời ạ, Zoppy quyết định trả đũa cho việc burger của mình sao? Thật là ghê tởm. Ôi, nếu mà mình không biết mình sẽ không tự chèn vào. Cái gì tiếp theo? Wow, chiếc bánh burger nhỏ này dễ thương quá, phải thử nó bây giờ. Ôi, sao lại nó có vị lạ thế này? Thực sự là cái miếng thịt này sống sao? Eo ơi, thật là kinh tởm. Các bạn không biết nấu ăn à? Eo ơi, rồi ơi. Thôi được rồi, mong là chiếc bánh của Wednesday sẽ thực sự ngon. Wow, chân của chú nhện rất là đáng yêu, thử nào. Oh, wow, đây là Cheetos, ngon quá. Nào bây giờ thì thử bánh nhá. Chiếc bánh burger này thật là tuyệt vời. Vậy thì là Wednesday sẽ thắng. Thôi, tuyệt vời, mình biết rằng mình sẽ thắng mà. Nhưng mà bạn thấy bạn chưa? Trời ơi, tóc mình làm sao thế này? Ôi không.